Đây không phải nghiên cứu được xác nhận khoa học, nhưng kết quả ta thấy rất thú vị. Nghĩ điều này sẽ cảnh tỉnh rất nhiều người. Nghĩ sẽ cảnh tỉnh ai có dương vật và sẽ cảnh tỉnh người thích người có dương vật. Sự thảo luận về việc cương thú vị. Nó cũng làm tôi lo về hóc môn, đặc biệt là hóc môn nam. Cả đời tôi chưa từng ăn miếng thịt nào và không có vấn đề với hóc môn nam. Tôi chỉ kiểm tra máu và một mọi chỉ số đều chuẩn đâu ra đó. Và rõ ràng tôi chả có vấn đề với việc lên cơ. Các nghiên cứu cho sánh đàn ông ăn thịt với đàn ông không ăn trước sau đều chứng minh không khác biệt chỉ số hormone nam. Tôi thấy thật khó tin vì chế độ này thường có độ nành. Mà tôi nghe nói tăng hormone nữ. Tôi đăng nhiều món ăn và nếu có bất cứ sản phẩm đậu nành nào trong 100 bình luận có sẽ có đến 20 đến 30 bình luận nói rằng này nghe nói đậu nành tăng hormone nữ đó. Không phải thế. Đậu nành hóa ra chứa phytoestrogen, các hợp chất giống hormone nữ, nhưng thật ra có tác dụng ngược, chặn vài tụ quan hormone nữ của cơ thể và ngăn giữ lại các nguồn hormone nữ trong chế độ ăn. Thực phẩm chứa hormone nữ thật là thực phẩm động vật như gà, trứng và món từ sữa. Các món có thể tác động đáng kể lên chỉ số hormone. Chỉ số sữa bò có thể tăng hormone nữ lên 26% chỉ trong 1 giờ, trong khi giảm hormone nam xuống 18%. Hormone khác liên quan mật thiết tới chế độ ăn là cortisol, hormone căng thẳng liên quan đến giảm lượng cơ và tăng mỡ cơ thể. Nghiên cứu chỉ ra người thay thực phẩm động vật với thực phẩm carbohydrate cao, mức cortisol giảm trung bình xuống 27%. Tôi luôn nghe thế này, bạn không gầy, không lên múi được đâu, người ăn chay vì nhiều carbohydrate. Và tôi đứng đây với hình thể tốt nhất, dễ dàng. Nghe nói cáp đã qua chế biến, những bột và đường có thể làm tăng cân. Nhưng tôi không biết là cáp chưa chế biến như yến mạch, chuối và khoai lang liên quan đến giảm lượng mỡ cơ thể. Thử nghiệm tập tạ 8 tuần cũng phát hiện ai tiêu thụ lượng cáp bình thường tăng 1,3 kg khối lượng cơ, trong khi người thuộc nhóm cáp thấp lại mất cơ. Chế độ ăn thể hình điển hình là rất ít cáp. Ai nên không ăn cáp trong 2 tuần là họ đi như sặc sống vậy. Tôi ở hội trường ăn mọi thứ cáp tôi muốn, mà họ kiểu sao giờ anh ăn mà nhìn múi nào ra múi đó.